Ba nghệ sĩ, ba cá tính, đến từ nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau, sẽ hội tụ về đây cùng nhau tỏa sáng. Tiếp nối chủ đề cuộc đời vẫn đẹp sau sẽ là màn đối đầu của hai đội Hồn Nhiên và Ba Ghiền. Đội nào sẽ bứt phá và giành được chiến thắng? Mời quý vị khán giả theo dõi tiết mục dự thi của hai đội ngay sau đây. Con em thương bên tay anh mùa đông, nương khe cây
Các anh em ơi, các đồng chí ơi, chúng ta phải chiến đấu cho đến giọt máu cuối cùng. Nếu như một trong những ai mà còn sống, chúng ta phải sống được xứng đáng với những gì hy sinh của anh em, để xứng danh là một anh bộ đội cụ Hồ. Lắm. Từ Nam ra ngoài Bắc, báo tin nối liền. Mọi người ơi, cùng muôn trái tim xây hòa bình. Là người xin một lần khi nằm xuống, nhìn anh em đứng lên phất cao ngọn cờ. We'll be right back.
tháng đội mưa rừng, ngày đêm cùng sương núi. Em vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn đợi. Má ơi, anh về rồi, nó về rồi. Đi đường này nè, coi chừng bị lạc vô hầm giả bây giờ. Đợi xíu. Ôi dạ, Vô đây. Để mình khinh phụ cho, Cảm ơn bạn nha. Công nhận bạn tốt ghê á. Từ nhà tới đây bạn không có phụ, tới chỗ rồi bạn mới phụ. Trời, chọc hoài lắm. Nói chứ cảm ơn, nhờ có bạn mà tụi mình có một cái chuyến đi thật là ý nghĩa. Có gì đâu, mấy bạn phụ mình một tay á, khinh mấy cái thùng này vô trong rồi chút mình lên máy ấm ở Bung Lung nè, mình gửi cho các em luôn. Sẵn á, hôm nay là mình đi công tác ở máy ấm Bung Lung, dẫn mọi người tới khu di tích chiến khu này nè. Bây giờ nè, đây là những cái nơi mà hồi xưa chiến tranh có thật nha. Chứ không phải là như nhiều người nghĩ là thông tin ở trên bảo tàng số hóa là phục dựng đâu. Ngoài cái di tích này là mình còn gặp được nhân chứng sống nữa. Nhân chứng sống? Đúng. Dạ, chào ông, chào bà, chào cô Huy. Dạ, em chào anh, chào mấy đứa. Tôi giới thiệu với bà mọi người luôn, hai bác này cũng là nhân chứng sống. Hồi xưa cũng chiến đấu tại cái di tích chiến khu này nè. Rồi sau này thời bình thì hai bác có mở cái máy ấm Bung Lung mà chút nữa mình lên mình thăm các em á. Sẵn dịp Toàn nó nói thì cho hai ông bà cũng cảm ơn tụi con nha. Mấy lần trước là mấy đứa nó đem áo ấm rồi tập sách cho mấy đứa nhỏ đó bà. Thay mặt mấy đứa nhỏ, cảm ơn mấy con nha. Dạ, không có gì ông bà ơi. À, mấy đứa này là cũng là trong cái nhóm mà phục chế ảnh cũ của các chiến sĩ đúng không con? Dạ đúng, trong đội tình nguyện hết đó bác. Trong đội tình nguyện luôn đó bà. Tụi nó giỏi quá trời giỏi. Tụi trẻ tài cao. Mấy anh mới chỉ coi nè, này là em dễ cỡ tổ quốc mình đó nha. Ôi. Mẹ Huy nói cho anh nghe cái ý nghĩa của cờ đỏ sao vàng của nước mình coi. Quốc kỳ của mình á sẽ có hai màu là màu đỏ và màu vàng. Màu đỏ là tượng trưng cho cách mạng, còn màu vàng á ha là màu truyền thống, tượng trưng cho dân tộc Việt Nam mình đó. Cái cánh sao này á không phải tầm thường đâu nha, mà nó tượng trưng cho năm giai cấp lận á. Là sao nè? Sĩ, nông, công, thương, binh, thể hiện sự đoàn kết của dân tộc Việt Nam chúng ta. Trời ơi, cô Huy giỏi quá trời ha. Tôi lớn lên khi đất nước không còn chia Bắc Nam, chẳng biết chiến tranh là gì, chỉ được nghe trong những câu chuyện của cha. Tôi lớn lên khi tháng tháng không còn lo phiếu tem, chẳng biết bo bo là gì, chỉ còn lại trong những ký ức của mẹ.
Chuyện của cha tôi là những giấc mơ dở dang, là xiêm bút nghiền chiến đấu vì muôn màu cờ đỏ tươi thắm máu bao người. Chuyện của mẹ tôi là cất tiếng ca cho đời, là đến những nơi xa xôi với những con người, cài ngôi sao vàng trên mũ. Một thời chiến đấu cha tôi anh hùng, một thời gian khó mẹ tôi đằng đằng vẫn giữ nụ cười và tiếng hát an tiếng bò. Để rồi nay bước trên con đường đời, dù bao gian khó trong cái đời tôi, đứng dưới bóng cờ là con tim ngân lên tiếng ca. Đoàn quân Việt Nam đi, đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gặp nghênh xa. Bài hát ấy vang trong tim con, bài hát ấy làm con mạnh mẽ phi thường, bài hát ấy khiến con dưng dưng khi đứng dưới cờ đỏ sao vàng. Bài hát ấy con nghe hôm nay là điều tuyệt vời thiêng liêng của cả dân tộc, cùng chiều người ngân vang câu ca nước non Việt Nam ta vững bền. Hỡi các anh những linh hồn không tuổi, hỡi các mẹ, các chị, các em, máu đã thấm vào lòng đất Việt để ngàn năm còn mãi tự hào. Xin dâng hương những linh hồn bất tử như tượng đài sừng sững giữa phong ba, để đời sau còn nghiêng mình cúi đầu trước những chiến công làm rạng danh Việt Nam. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiết mục được mang tên Sống mãi với non sông với phần thể hiện của nhóm Ba Ghiền. Và ngay bây giờ đội Ba Ghiền sẽ đến với lời nhận xét đầu tiên đến từ giám khảo nghệ sĩ Minh Nhí. Xin mời thầy. Các bạn làm được sự hào hùng trong tiết mục của các bạn. Hào hùng lắm, nhưng mà cái tính kịch nó ít quá. Dòng này á, các bạn thể hiện những cái bài múa có những cái phần tạo hình mà tôi phải nổi da gà. Các bạn làm cho chúng tôi thấy được cái hào khí, cái tinh thần của những chiến sĩ và cả tinh thần của những người ở lại. Rõ ràng là các bạn hơi tham một chút, anh biết cái thông điệp phía sau, nhưng cái phần tham đó đó, nó làm cho cái nhịp đó chứ không phải là dở đâu. Nó không bằng cái phần trước nên người ta so sánh, chứ nó vẫn là tuyệt vời. Câu chuyện của các bạn hay lắm, nó xúc động lắm. Nhưng khi qua tới phần kịch thì quả tình là cái điểm yếu của mình bị lộ ra. Nhưng mà nói gì nói đây vẫn là một cái tiết mục tôi cổ vũ, tôi cảm ơn. Và tôi mong rằng là tất cả mọi người cũng sẽ ủng hộ các bạn. Một lần nữa chúc mừng cho Ba Ghiền và đội đối đầu với Ba Ghiền, đó chính là đội Hồn Nhiên. Và để xem Hồn Nhiên sẽ thể hiện như thế nào nha. Xin mời. Gửi lên 2, 3. Ôi dễ thương quá à. Má ơi, con thương má quá à. Từ đây về sau con sẽ lo cho má. Trời thay, tại sao con khóc? Vậy chắc chắn đây sẽ là cô cô tắm. Cô tắm là phải làm cái gì đó giống cô tắm. Hey vậy? Ông Bụt ơi, bây giờ con không có đồ đẹp để con gặp hoàng tử đó. Ta sẽ mang cho con đồ đẹp. Yeah. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn.
Công nhận đội này đẹp thiệt luôn ha. Đẹp như vậy chắc chắn hoàng tử sẽ đổ. Đúng rồi, hoàng tử mà gặp công chúa vậy chắc chắn hoàng tử sẽ đổ mồ hôi sôi nước mắt. Nhưng mà tao thấy nó thiếu thiếu á. Thiếu gì vậy? Đúng rồi, thiếu dây chuyền. Chuyền gắn tay cũng đẹp nữa. Dễ thương chưa? Ủa sao dây chuyền mà có mặt cười? Mặt cười này á là gặp hoàng tử là phải vui. Vui thì hoàng tử mới cưới. À hay quá hay quá. Nhưng mà không được ông Bụt ơi, ông Bụt ơi. Ôi, con chưa có hài. Cái này tao không có giúp được đâu. Cái này là tùy duyên. Dạ cái này thì con sẽ cố gắng. Nhưng con đang nói đây là hài dép á chứ không phải hài hước. Cái này giặt hài là chiếc dép á hả? Đúng rồi. Được rồi, ta sẽ mang cho con một đôi dép thật là đẹp. Không. Đâu đâu rồi, đâu rồi, có hài chưa, có hài chưa? Hài nè, hài đó. À có hài rồi, có hài rồi, mang vô cảm thấy hài hẳn ra à. Nhưng mà thiếu rồi, thiếu rồi. Thiếu cái gì nữa? Không có xe bí ngô sao đi? Xe bí ngô tao không có. Nhưng mà ta có xe ỏi nè. Xe ỏi nè, ta bàn cho con nó cần đi đi. Có xe ỏi rồi. Đúng rồi. Rồi biến thành một cổ xe ỏi. Hay quá. Lên xe, lên xe. Không được đâu, không được. Không được đâu, đi một mình buồn lắm. Có thể nào ông buộc cho con đoàn tùy tùng được không? Được rồi. Yeah. Ta đi giúp người khác. Khoan đã, ông buộc chơi ngang. Đang nói chuyện với con, tại sao đi giúp người khác vậy? Cái này nhiều quá à, sao ta biến nổi? Vậy thì phải làm sao? Đi qua đây nè, qua đây, qua đây. Qua đây bắt cá nè, bắt cá. Cá mắt đi. Cá mắt. Ừ, hết cá rồi, hết cá rồi. Không phải, cá trong nó nhiều lắm á. Nhưng mà cá phải hát, cá mới lên. Vậy là hát cái bài gì đi? Hát bông bàn. À, hát bông bàn hả? Ừ. Bông bàn, bông bàn. Bông bàn là bán bông. Bán bông là bán bông. Bông bàn, bán bông. Con cá bán bông bông. Rồi Tấm ơi, má gì kìa. Tối ngày bài mấy cái trò đó ra chơi à. Sao mà hả, rảnh rỗi không có chịu dạy cho nhỏ học toán hay là đọc giùm tôi cái đi. Bài mấy cái trò này ra chơi hoài hết ngày này qua ngày khác à. Không phải, tại vì tôi không chơi nó tội nghiệp nó, nhà nó buồn mà. Ông nhìn lại ông đi. 12 con giáp chắc giống con giáp thứ 14 à. Là con gì vậy? Con tầm á. Con tầm nào vậy? Tầm bậy. Coi coi ăn mặc có giống ai không? Ờ thì tại vì muốn chơi chung với nó đó, cho nên là buộc lòng phải vậy chứ bộ. Đây, lặt rau giùm cho. Thôi, tôi tự lặt được rồi. À, bây giờ tôi thấy bà ho rất là nhiều đó. Bà đã đỡ chưa? Tôi có đem một mớ rễ cam thảo qua đó. Bà coi bà nấu nước bà uống nghe, nó sẽ đỡ nhiều lắm. Không có sao hết trơn á. Lát nữa còn tôi ra ngoài kia tôi mua mấy liều thuốc tây uống cái hết à. Trời đất ơi, ở nhà có thầy thuốc nam không bắt rồi. Tự nhiên qua bắt thuốc tây chị uống nó nóng lắm. Tôi quen uống thuốc tây rồi, không thích uống thuốc nam được chưa. Nhiều khi tôi buồn bà ghê. Bà tên là Vui. Tên đầy đủ của bà là Nguyễn Thị Vui. Mà bà gặp tôi lúc nào bà cũng quạo hết. Chứ ông tên gì? Đỗ Mạnh Nguyễn Hải Hùng. Cái tên ông vậy là hay chưa? Cái tên chưa đủ hải hùng hay sao á, mà còn gắn mấy cái này lên đầu nè. Trời ơi, gì vậy? Không phải, thật sự là tại vì tôi làm chuyện khùng chuyện điên này kia các thứ là bà cũng hiểu là do tôi. Thôi nha, đây không muốn nghe, đó đừng nói nữa. Mấy năm nay nói hoài à, nghe rồi, hiểu. Sao bà nói hiểu mà bà không hiểu? Đập nhà tôi hả? Làm cái gì mà gõ hoài vậy? Trời ơi, tôi hỏi ông là ông gõ cái gì vậy? Gõ hoài. Gõ cửa trái tim, sao em hừng hờ? Ngõ hồn tái tê, ngắm cánh thần thờ. Nhìn lòng mang răng tơ, để một mối bơ vơ. Khi không em nhớ anh trong đời chờ. Ra đây với má. Con gái con đứa gì đâu mà lúc nào tay chân cũng lấm lem bùng lại hết trơn á. Đi đâu mà lấm lem vậy? Đi chơi trốn tìm á. Chơi với ai? Chơi với ba. Cái gì ba? À, bậy ba. Thì ba đó ba. Ba chú. Đó. Chú ba. Nghe xong thì vẫn đam mê luôn. Chú ba, nghe rõ chưa, là chú ba. Nghe rồi, đâu cần nhấn ba bốn lần dữ dội vậy. Ngồi xuống đây cho má coi, tay chân cũng dơ hết rồi nè. Tay dơ.
Sáng nào á ba cũng cột tóc đẹp gái hết trơn á, gắn mấy cái này lên đầu chi vậy con? Tao gắn á. Nè, má dặn không có kêu chú ba làm bậy bạ. Ủa sao vậy? Nói thiệt với bà, nếu đúng như ngày xưa bà hứa với tôi đó, là khi mà bà lo cho con lành á, nó tới là tốt nghiệp đại học á, xong xuôi hết rồi á, mình tính cái chuyện tụi mình, chẳng qua nó không may là nó gặp tai nạn thôi. Để... lỡ lời quá. Xin lỗi bà, đừng giận nghe. Sao giận không được? Đáng lý ra má con tôi phải cảm ơn ông nhiều lắm. Ông chạy qua chạy lại phụ tôi trông coi lành, tôi cũng đỡ phần nào lắm. Còn cái chuyện của tụi mình á, coi như là có duyên mà không có nợ nha. Chú ba, con dế này mình bẻ cánh nói là mình ăn được đúng không? Trời ơi, ai nói cái con này ăn được? Bỏ ra cho má. Chú ba nói ăn được mà. Tôi có dạy nó là chiên xào nướng chứ tôi không có dạy ăn sashimi nha. Trời ơi, Lành, có nghe lời má không? Má nói bao nhiêu lần rồi? Khoanh tay lại. Khoanh tay lại. Tối ngày lụm mấy cái đồ dưới đất lên ăn làm gì? Một lần nữa là má đánh con thiệt đó nha Lành. Xin lỗi má đó, con xin lỗi má đi. Xin lỗi má. Rồi vô trong chơi, nhanh lên. Trong. Ừ. Bà sao vậy? Đó là con nít mà la nó dữ dội vậy? Ông biết nó mấy tuổi chưa? Thì bác sĩ nói bây giờ cái não của nó giống như đứa trẻ 7 tuổi thôi. Nhưng mà đó là 2 năm trước. Đừng có coi nó giống như là một đứa trẻ 7 tuổi nữa được không? Ông nhìn đi. Con Lành hồi xưa đó. Tôi xin ông phụ tôi chăm sóc nó thành một người bình thường đi. Chú Sáu, xích mấy con chó lại đi. Sao mỗi lần gặp tôi là nó cứ sủa sủa hoài vậy? Ai chà 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 chà. Hôm nay nhà mình có gì mà vui quá vậy? Mà vô đây làm cái gì đó tèo. Nè, bây giờ chú hãy gọi tôi là Hồng Hạc. Tôi nói cho chú biết, đừng có khinh thường tôi. Cái đất của chú á, không có giấy tờ. Giấy tờ toàn là viết tay không à. Chú tin không? Tôi cho chú ra đường trắng tay luôn. Trắng tay cái gì? À dạ xếp. Đây là mấy cô chú lớn tuổi, cậu làm ơn cậu ăn nói lịch sự đàng hoàng nghe tèo. Dạ. Mày cũng là tèo. Xếp, hãy gọi em là Hồng Hà. Hồng Hà cái gì? Có đi về cho tôi không? Dạ. Trời ơi, cái này cũ kỹ mày còn xài luôn hả mày? Cho phép con chào cô. Chào chú. Dạ, chào chú. Cậu ơi. Dạ. Cậu mới tới chơi hả? Cậu ngồi đi. Dạ, thôi, được rồi cô. Dạ, con làm xong cho cô, còn qua mấy nhà khác làm hồ sơ cho người ta nữa. Con đã làm cho cô giấy tờ đất của cô hợp lệ rồi. Giờ chỉ cần cô ký thôi là nay mai con ra sổ được cho cô. Cô giờ coi lại giùm con. Ký vô đây thôi hả? Dạ đúng rồi. Ê, con nhà con bên chú sao con bên nhà đất cho bên chú à? À. Cái nhà của chú á là con duyệt qua rồi. À, để con nói với thằng Tèo nó liên lạc làm cho chú. Cậu ơi, cậu tốt ghê luôn á. Mấy cái giấy tờ này tụi tôi không có rành á. Nhờ có cậu á nha. Cảm ơn cậu nhiều, cảm ơn cậu. Dạ thì con chỉ muốn giúp đỡ cho bà con mình thôi. Dạ. Chính như lẽ đó cho nên là bà con ở đây ai cũng yêu mến cậu hết trơn á. Người mà đâu mà tốt. Ồ sao có cái mặt cái cười này, nó là cái gì ha? À, cái này là quy hiệu công ty con. Một nụ cười là 10 thang thuốc bổ. À vậy hả? Trời, dạ. Mà tại thấy nó quen quen thôi à. Dạ. Cái gì vậy con? Cái gì vậy? Bị cái gì? Lâm. Kiến sao mà phủi qua đây vậy? Đi đâu bị kiến vậy con? Lấy xài ăn nè. Trời đất ơi, ăn cái này đau bao tử, đưa cho má đừng có ăn. Thôi để nó ăn được, cho nó ăn. Đau bao tử mà ăn cái gì? Kệ nó ăn đi bà. Đừng có ăn cái này, đưa cái cho kiến má. Kiến con kiến nhiều quá con. Nè. Cho nó ăn đi bà, sao vậy? Bà, ông sao chịu nó không à? Cái gì cũng cho nó ăn hết á. Đưa lại cho cô, má. Cô thôi cho bé nó ăn đi, có sao đâu cô. Cậu dạ. Không có hiểu đâu, cái dạ. Gì nó cũng ăn hết trơn á. Để tôi xin lỗi cậu, chuyện gia đình tôi xin lỗi cậu dạ, nhiều dạ, nha. Dạ. Lấy dây cột nó đi. Lấy dây cột nó đi. Nó lên cơn rồi. Lành ơi, Lành nghe lời má nè. Má thương cả má nè. Lành ơi. Cậu ơi, nhà đây cái lu bu có nhiều chuyện quá. Cậu về trước, cho cái gì giấy tờ ký sau nha.
À, dạ thôi con xin phép thì chú. Má thương Lạnh ơi, không sao hết đó Lạnh, không sao. Trời ơi sao nó cào bà trầy tay luôn rồi kìa bà Vui. Không sao hết á. Đau quá. Con đau đâu? Lê Trương đau. Chân hả? Chân đau. Chân đau đây đúng không? Để má gỡ dây ra. Chân con đỡ đâu. Nó đang trong cơn đó. Bà mở dây ra nguy hiểm cho nó lắm. Ở đây chắc không sao đâu đúng không? Má mở, má mở cho con không đau nữa nha. Má mở. Đỡ đau chưa con? Thế nào rồi? Bây giờ má lấy cơm cho Lành ăn nha. Ăn cơm đi con. Ăn cơm rồi cái mình chơi ha. Mình chơi trò chơi cổ tích ha. Chơi cổ tích hả? Đừng chơi cổ tích. Chơi cổ tích cổ la đó. Mình chơi toán học đồ ha. Toán học. Một nè cộng một nữa nè là thành hai mà. Hai với một nữa là ba. Ba nè. Làm cơm ăn cơm. Bữa nay á, má nấu cho Lành món con thích nè. Cá kho tộ nè. Đó bé Lành giỏi lắm. Ăn xong cái mình chơi nè, mình học thứ tư là 3 cộng 1 là 4 nè. Rồi 4 là cộng 1 là sẽ là mắt ngẹn hả? Lành mắt ngẹn hả con? Con mắt xương hả? Lành ơi có sao không con? Ông giữ nè tôi lấy chạy dầu. Sao vậy con? Bị cái gì vậy? Lành luôn á, Lành không ăn cơm đâu. Ăn tầm 7 tầm 3 chi cho vợ trúng thực rồi thấy không? Ông ăn cơm mà. Không ăn cơm đâu nha. Cá tan. Cái bầu là của ai? Má hỏi cái bầu của ai? Tôi như vậy hả? Tôi có làm gì nên tội đâu mà đối xử với má con tôi như vậy. Má đừng có làm. Má làm như vậy là sợ lắm à. Bà ơi, nó bị như vậy làm sao nuôi con nó được? Má lo sợ à. Má ơi, má ơi, con cũng Lạnh luôn. Lạnh con Lạnh hết Lạnh. Đợi má chút xíu, má đi qua, má nhờ chú Ba qua đây nha. Con đợi má chút xíu, má đi, má về liền nha Lạnh. Ây da. Bộ đống phiền hành động hả? Đi ra đây coi. Ây da, chết rồi. Tôi đang run lắm nha. Ây da. Ủa, chuẩn bị chưa? Rồi, bà đi rồi, đợi tôi chút. Đây. Với cái liều lượng này, uống vô một cái bao nhiêu trong bụng nó tuôn ra hết. Đây, đưa nó uống đi. Nhỏ này nó dễ dụ lắm. Mình có gấu bông, vô đi, cho nó uống. Em đứng ngoài đây em canh cho. Có đồng tỉnh gì em báo liền. Ai vậy? Người quen của má, có gấu bông đẹp nè. Lành muốn chơi không? Không. Ừ, cho lành. Đi. Lành lại đi chơi đi. Nhá, ngồi xuống. Vui không? Thích không? Gấu bông dễ thương quá vậy. Lành ơi, uống nước ngọt. Lành uống nước ngọt đi Lành. Thôi gần nè, thì ghê. Nói uống rồi mà. Có làm gì đó.
bình tĩnh ra. Nước ngọt thôi chú. Thấy em nó đang bệnh con vô thăm. Nước ngọt sao lại nồng mùi ngải cứu. Quý hiệu mặt cười. Mày, ông làm cái gì? Làm cái gì vậy? Nó là thằng làm cho con lành có bầu đó. Cô chú ơi, bình tĩnh nghe con nói. Tại bữa con vô đưa giấy tờ cho cô. Mà bữa đó con uống sai xỉn quá. Con lỡ thôi, con lỡ làm vậy với em thôi. Con không cố ý đâu cô chú. Thằng nào làm chuyện vậy cũng đổ thừa cho bia rượu, chứ không phải do con thú trong người mày hả? Chú ơi, con lại chú, đừng có nói gì là chay biết. Không là tiêu tan sự nghiệp con. Cô chú muốn con làm gì con cũng làm mà. Con có tiền. Con bồi thường cho cô nha. Con bồi thường cho cô. Bây giờ đứa tiền là tiền sao hai? Chú ơi. Chưa đủ rối hả? Để tôi tính được không? Tha cho con đi cô. Cô muốn gì con cũng làm hết. Làm cái gì cậu cũng chịu đúng không? Dạ, con muốn cái gì? Con muốn cô nói đi. Cưới con lành đi. Cưới con lành giùm tôi đi. Tôi trả lại cho cậu hết. Tôi không lấy một đồng luôn. Tôi chỉ cần cậu làm đúng một điều thôi. Cưới con tôi giùm đi. Tôi năn nỉ cậu. Mà làm cái gì mà vui? Mà làm sao? Làm cái gì? Chứ không muốn tôi phải làm sao? Cậu Tâm, cậu cưới con tôi nha. Chỉ một điều này thôi. Tôi năn nỉ cậu, tôi lại cậu. Con đã nói con đưa tiền bồi thường rồi. Sao cô chú vẫn ép con vậy? Cô ơi, con cô á, nó không có được bình thường. Địa vị của con, sao con lấy nó được? À mà đúng rồi, nó đâu có được bình thường đâu. Ai là cái người hại nó? Sao lại chắc là con? Cái bầu là con đúng không? Nó bị khùng, không ai dám lấy đâu cô ơi. Làm ơn đi. Tao giết mày. Mày làm cái gì vậy? Mày làm được gì đó đâu mày mà làm. Tao giết mày. Nè, có chuyện gì xảy ra? Mà ở tù đó. Bây giờ giết chết nó, tôi ở tù cũng được. Còn con lành thì sao? Kêu tôi đổi cái mạng này cho con lành, tôi cũng chấp nhận. Ông trời càng thử thách tôi thì tôi càng phải sống tốt. Tôi sống tốt để nuôi con tôi rồi cháu tôi nữa. Lạnh nói không sao đâu. Còn má bảo vệ con đừng có sợ gì hết á. Má thương con, má lo cho con. Lạnh ơi. Dầu cầu giang nóng đinh.
như lần lắm. Chúng ta vừa được thưởng thức một tiết mục được mang tên Nước mắt chảy xuôi qua phần thể hiện của nhóm Hồn Nhiên. Nước mắt chảy xuôi với rất nhiều cảm xúc ngay lúc này. Lời nhận xét đầu tiên dành cho đội Hồn Nhiên sẽ đến từ giám khảo nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân. Xin mời cô. Cái thú vị nhất ở trong cái vở này mà tôi nói thật là xin lỗi các bạn diễn viên sân khấu cũng phải dè chừng mấy bạn này. Rất đời. Các bạn thoại đời lắm. Xem mà thấy thương lắm tại vì các bạn thật á. Và tôi cảm được cái điều này. Mình nghĩ rất là đồng tình với lại chị Kim Xuân. Vì biết sao không? Không nghĩ là các bạn lại có thể đảm đương được như vậy. Giống như con á, con đóng nãy giờ tại đấy, con đóng cái vai điên của con á, nó rất thật luôn. Còn Mơ thì là đáng khen nhất là cái gì? Chịu hóa thân. Từ những cái dòng đầu mà các bạn đi tới ngày hôm nay đó, nó có những cái sự tiến bộ rất là rõ rệt. Và đặc biệt là ở Mơ và Ngân, ngày hôm nay là hai bạn giữ cái mạch cảm xúc rất là tốt. Tuy nhiên anh Tâm bị mờ ở trong cái vòng này. Nếu bạn thử sức, bạn đóng vai là Hoàng Long thử thì nó sẽ như thế nào? Tôi vẫn trông chờ anh Tâm có một cái sự bứt phá ngoạn mục. Hôm nay đội Hồn Nhiên là tự làm khó mình, nhưng mà làm được, cái đó là quan trọng. Và anh thấy được là các bạn đã lao động và cố gắng rất là nhiều. Điều đó rất là đáng được ghi nhận. Một lần nữa xin được chúc mừng cho Hồn Nhiên. Còn qua cái sân khấu cùng nhau tỏa sáng này thì ba tụi em giống như là trang giấy trắng vậy đó. Từ cái cách chọn bài nè, cái nội dung để thi nè, anh cũng hay ý kiến. Mình tranh luận chứ mình không có gây lộn. Thực ra thì Bằng Cường là một người mà đã từng mất mát rất là nhiều trong cái tuổi thơ. Tất cả khi nào mà em làm xong thì em cũng đều cảm thấy là không phải là đã, mà là cái cảm giác là mình đã hoàn tất một cái việc gì đó. Nó là cái năng lượng hoàn thành ấy. Và khi nhận được câu đó thì phải nói là trong lòng rất là hạnh phúc.